đi, bỏ đi anh. Bỏ đi anh, bỏ đi. Bỏ đi Khoa ơi, bỏ đi. Trời ơi, bỏ đi. Phải trả tiền nha, càng không phải miễn phí. Bởi vậy cái nóng tính chi là giờ mượn quà người ta quà. Trời ơi. Nóng từ trong ra ngoài, nóng cả người. Lúc đầu, lúc... Rồi, mọi người sẵn sàng chưa ạ? Chưa, chưa, chưa. Trời ơi, giờ mà anh còn giãn cơ nữa. Chúng ta sẽ cùng đến với một đoạn nhạc sau đây. Xin mời mọi người cùng lắng nghe. Chiều mưa trên kinh đô Huế, tiếng mưa còn vương kỷ niệm ngày quen nhau dưới chân thiêm mù. Nhạc của ở miền Trung. Chờ đông băng khi mình qua, lá me bay bay là đà, chiều thiệt tha có anh bên mình. Mọi người thấy đoạn nhạc vừa rồi như thế nào ạ? Hay quá. Hay quá, thì chúng ta cùng nghe câu hỏi nhé. Đoạn nhạc vừa rồi có nhắc đến ba địa danh. Ba địa danh đó là gì? Bắt đầu. Bắt đầu. Ôi, bỏ đi, bỏ đi anh. Bỏ đi anh, bỏ đi. Bỏ đi Khoa ơi, bỏ đi. Trời ơi, bỏ đi. Phải trả tiền nha, càng không phải miễn phí. Bởi vậy cái nóng tính chi là giờ mượn quạt người ta quạt. Trời ơi. Nóng từ trong ra ngoài, nóng người. Lúc đầu là múa chén, bây giờ múa quạt luôn. Chùa Thiên Mụ, chợ Đông Ba và phố Huế. Yeah. Trời ơi, hỏi ai không hỏi, hỏi ca sĩ ca rồi. Chính xác. Dạ, anh xin gửi tặng anh một viên thiên cương. Bây giờ mời hai nhóm bạn mình. To quá. To quá. Bởi vậy mới được viên kim cương đầu tiên là bắt đầu khoe rồi, mình về chỗ ạ. Dạ, xin mời mình về vị trí. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu hỏi tiếp theo bằng cách là nhìn lên màn hình. Đẻn là loại động vật biển nào ở miền Trung nước ta? A. Cá mập. B. Rắn biển. C. Tôm biển. D. San hô. Bắt đầu. Bắt đầu. Bắt đầu. Cùng lúc á. Cùng một lúc luôn á. Cùng cầm rồi. Bây giờ mình sẽ phó phát số phận của mình cho vũ trụ đi. Bây giờ mình chơi quẳng tù tì đi. Dạ, 1, 2, 3 là ra. Ở Nga rồi làm sao? Làm như vậy. Nhưng mà tại sao không làm thử để làm quen với nhau mọi người? Để biết. Ủa, tới khúc này cái bắt đầu điêu nha. 2, 3. Tha, tha, tha. Tha, tha, tha. Hôm nay Mika rất là may mắn có một người thật sự thông minh và một người Việt nữa. Thì Mika nghĩ là trả lời đúng là B, rắn biển. Nếu như mà Mika đã trả lời B, B thì tiền ta cũng thông báo đó là câu trả lời chính xác. Hay quá trời ơi. Một viên kim cương nữa, xin chúc mừng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu hỏi cuối cùng của xoắn đạo líu lưỡi. Trong câu hỏi này, gia đình của chúng em đã chuẩn bị cho hai nhóm bạn hai tấm bảng. Và trên tấm bảng này có tổng cộng là 8 món ăn. Và nhiệm vụ của người bạn nước ngoài đó là chúng ta sẽ ghi đúng chính xác chính tả của từng món ăn này. Sau khi hoàn thành xong đầy đủ tên của 8 món ăn, bạn hoặc là người bạn đồng hành của mình sẽ chạy lên trên đây và đánh trống. Đội nào đánh trống trước và có nhiều câu trả lời chính xác hơn thì sẽ là đội giành được viên kim cương ở câu hỏi này. Bắt đầu. Mì Quảng. Yeah. Có dấu. Nhớ bỏ dấu. Bỏ dấu, bỏ dấu đi chị Mika. Quảng. Dấu hỏi. Yeah, ok. Bún thịt nướng. Biết làm sao cho đọc được nha. Thịt nướng. Nướng, ok. Quá. Con cái này là bún riêu. Bún riêu. Cái thứ hai bún măng vịt. R I E U. Đúng rồi. Yeah. Không có dấu. Có dấu, có dấu. Có dấu, bún, dấu đâu. Bên phải là bún mọc. Sáu. No. Bún xào xí. À.
Hủ tiếu Nam Vang. Hủ tiếu Nam Vang. Mì. Bún măng. Bún măng. Măng. Rồi, Quang Anh xong. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhờ chị cả Phú Ca kiểm tra thử nha. Ở đây chúng ta có món đầu tiên là mì Quảng. Chính xác. Món thứ hai là bún bò Huế. Chính xác. Món thứ ba là bún thịt nướng. Chính xác rồi. Không, bún thịt nướng. Chưa nha, khúc này đánh dấu lại, khoanh tròn lại, lát nữa tính tiếp. Khoan, để em kiếm. Ở đây G anh có thể giết được như vậy. Tại bên sau bên đây G anh giết như vậy. Tại vì anh vội quá. Anh vội quá. Bánh canh. Đây là cao lầu. Ở đây là bún mọc. Khoan nha, chữ mọc này không chính xác nha. Mọc không ô. Mọc của mình là mọc o. Chứ cái này là thở mọc rồi. Tèn tèn. Mì Quảng chính xác. Bún phô. Bún bố Huế. Nhà bên kia chữ nướng chữ G cũng không có được tính. Cho nên ở đây mình có dấu ô thì cũng... Nhà bên kia tụi em cũng khó, cho xin phép khó đều với nhà bên này luôn. Bún. Cái gì vậy? Nhưng mà viết kiểu khác một chút. À, riêu này là chữ vì Mika là người nghệ sĩ cho nên... Nhưng mà như vậy Mika muốn kiểm tra em có biết đọc đúng hay là không. Em đọc đúng hay không ạ? Dạ, em đọc không đúng rồi đó. Em đọc rất đúng. Em bút riêu là bút riêu. Hủ tiêu Nam Vàng. Hủ tiêu Nam Vàng là gấp gấp hết bỏ dấu rồi. Không có thời gian là quý, không có thời gian nữa. Mà em viết kiểu tiếng Anh. Nhưng mà đúng rồi, viết kiểu tiếng Anh. Việt kiều, giống như Việt kiều. Việt kiều. Nói chung là hai người bạn nước ngoài của chúng ta đều nhận diện được khá là chính xác những cái món ăn ở Việt Nam. Nhưng mà bị một cái là trong thời gian ngắn ngủi quá, cho nên là viết hơi quán quyến một chút xíu. Và trong đó có một chút xíu là hơi Việt kiều. Việt kiều. Mong muốn có thể giới thiệu thật là nhiều những món ăn Việt Nam thật là ngon với bạn bè quốc tế nữa. Cho nên là đúng chính tả là ưu tiên hàng đầu. Nhưng mà thôi không sao hết, cái này chơi vui để mình hiểu về văn hóa ẩm thực Việt Nam thôi mà. Cho nên bây giờ chúng ta cùng xác định xem là nhóm bạn nào sẽ nhận được kim cương ở hoạt động này nha. 1, 2, 3, 4, 5 đáp án chính xác của KO. Và chúng ta có 2 đáp án. Ok, mình hiểu rồi. Ok. Xin mời kim cương đến với nhóm bạn của xin chúc mừng. Hồng Cấm và KO. Cảm ơn mọi người, xin cảm ơn. Với Gia Tùy Tô. Mọi người có thử múa chén bao giờ chưa? Anh là người chuyên múa chén. Cái kia nó có hiện tượng không lên á. Chỉ là hơi rung tay. Hơi rung tay là do là vì là lâu rồi á. Thông báo cho tất cả thành viên của gia đình sắp tới sẽ có một bạn chi nữa. Mình sẽ không lo lắng bởi vì có cây ở gió cây rất là mạnh mẽ. Cái này là bột ớt. Đây là bí mật của Mika, có thể đi xem có được không? Trời ơi, kêu giấu nghề mà bước qua nhà ta coi. 1 triệu rồi đó, chưa tính nguyên liệu. Mình phải kiếm tiền để mà mình bù đắp lại cho cái món ăn này. Cây yo. Cho nên cây yo chú ý nha. Mika cần kiếm tiền để sinh con. Người bạo lực. Cũng tùy, Mika. Mẹ và bé. Cùng đón xem Nhóm Gia Tùy Tục vào thứ hai hàng tuần lúc 20:30 trên kênh VTV3 và 21:30 trên kênh YouTube TV Hub.